của anh mất bài. Hôm nay không chắc chầm. Tối qua mua sườn non định chiên cho con cọp đem đi làm cơm trưa. À về bà kêu trưa mai đi ăn với công ty nên nay lấy sườn làm mì sườn kho ăn sáng luôn. Bạn nào mà hay ăn mì tàu chắc biết món này. 10 xe mì tàu chắc có khoảng 7-8 xe bán món này. Đây là hủ tương đậu của người Hoa, gia vị đặc trưng để tạo nên món sườn kho. Tương đậu này thì có vị khá là giống với miso của Nhật. Gia vị cụ thể tôi sẽ để cuối clip nhé. Sau khi trộn đều sườn với hỗn hợp ướp rồi thì có thể cho vào tủ lạnh ướp qua đêm. The next day. Hôm sau lấy ra nấu thì có thể bắt đầu băm một chút tỏi và hành tím, bắt một chảo dầu, cho bột điều vào, phi thơm với tỏi và hành tím. Sau đó cho một ít tương hột cây, lào đảo cho nó dậy vị. Tương hột cây cũng là gia vị không thể thiếu trong món sườn kho này. Sau khi thơm rồi thì có thể bắt đầu cho sườn vào đảo. Lúc này bạn nào xiên thì có thể xào bằng chảo, sau đó nấu thì mới đổ qua nồi. Chứ xào bằng cái nồi thì nó cũng hơi bị khó thao tác, với lại nếu không nhanh tay thì nó dễ khét lắm. Xào cho săn thịt rồi có thể bắt đầu cho nước vô, cuối cùng là cho một chút bột cá dảnh, thứ không thể thiếu trong nước lèo của mì tàu. Đậy nắp lại nấu sôi lên, sau đó hạ nhỏ lửa nấu thêm khoảng 45 phút thì nêm nếm muối, đường, bột nêm. Nếu bạn chưa biết sườn đã mềm hay chưa thì dùng đũa đâm thử, nếu đũa xuyên qua là được. Hôm nay tôi mắc công đi mua mì tươi nên tôi ăn sườn kho với mì khô Đài Loan này. Tôi thấy ăn chung cũng khá là hợp, được cái khô dễ bảo quản và nó còn không bị sảm như là cái mì trứng khô bình thường. Luộc với nước sôi tầm 7 phút là xong. Tôi trộn thêm với ít mỡ heo và nước tương. Nếu mà bạn không muốn cái sợi mì của mình nó bị lạc thì cái bước trộn mì này nó khá là quan trọng. Nếu bạn để ý khi ăn ở ngoài thì các xe mì cũng thường có cái bước này. Cuối cùng cho thêm một chút hành lá tiêu lên mặt, ăn kèm rau nêm là húng quế với ngò gai. Vậy là xong món mì sườn kho, cũng đơn giản mà đúng không? Món này không cần hầm 8-9 tiếng giống như là các món mì tàu khác đâu, chỉ cần các bạn tìm đủ nguyên liệu là có thể làm được. Nấu nhanh mà cũng mềm hả?